Chiếc đồng hồ Rolex chính hãng này đã tồn tại mười mấy năm rồi. Bởi vì giữa những mắt dây này là có những cái cốt bên trong, cho nên là khi mình đeo thì cái sự nhão dây, giãn dây rất là bình thường. Mười mấy năm rồi mà bằng vàng thì cái bản lề cửa còn xệ, thì huống hồ chỉ là một bộ dây Rolex bằng vàng. Vàng thì chắc chắn là sẽ không có cứng bằng thép, nên là khi mình đeo á, bị trầy, bị cắn, bị giãn, bị sợi dây, đó là chuyện hiển nhiên. Hiện tại thì rất cũ và trầy, chỉ là mớp, xước, sẽ tất cả những tính chất của cũ đều nằm trong chiếc đồng hồ đã mười mấy năm tồn tại. Rồi đấy, chiếc hãng này bây giờ là hiện trạng ban đầu, và chiếc đồng hồ này sẽ trở nên lộng lẫy, lấp lánh và dây thẳng đeo. Kỳ Lân sẽ làm rút dây lại, làm cho căng lại và làm mới lại gần như ban đầu. Bởi vì Kỳ Lân là đơn vị chuyên về đồng hồ chính hãng, chuyên về các dịch vụ như spa, làm đẹp, làm mới. Và bây giờ Kỳ Lân kính mời tất cả quý khách hãy đón xem, hãy theo dõi đăng ký kênh của Kỳ Lân để xem clip về chiếc đồng hồ Rolex chính hãng mười mấy năm này sẽ trở nên lộng lẫy, đẹp, long lanh, lấp lánh, gần như là mới tinh như thế nào. Thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip về những dòng sản phẩm đẳng cấp, sang trọng, thượng lưu tiếp theo trong thời gian sắp tới. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.